Cửa hàng Hoa Tươi Flora chuyên cung cấp các loại hoa trong vùng GTA suốt 18 năm qua, đặc biệt là hoa cưới theo phong cách Vera One. Hoa cho đám tang, giao hoa miễn phí, đúng hẹn đến tận nơi trong các nhà quan trong vùng GTA. Gửi hoa chia buồn, phúng điếu bằng lời Việt, chữ Việt. Tiệm hoa Flora tọa lạc ở số 380 đường Bovair Drive East, Unit 15, thành phố Brampton. Số điện thoại 905-846-6111. Kính thưa quý vị, hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại nhà hàng biển Sấm Kinh, tọa lạc trong khu phố Tàu của Downtown Toronto, Canada. Hôm nay là một buổi sinh hoạt đặc biệt của cộng đồng do ban tổ chức là một nhóm thiện nguyện của thành phố Toronto tổ chức. Được biết, ứng cử viên John Tory hiện đang là ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc chạy đua vào tòa thị chính của Toronto. Và buổi nói chuyện của Thượng nghị sĩ Canada ông Ngô Thanh Hải, và đặc biệt là sự ra mắt cộng đồng của nhà dân chủ trẻ Đặng Chí Hùng. Vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 18 tháng 10, tại nhà hàng điểm Sấm Kinh, tọa lạc ở số 421 Dundas Street West, nhóm thiện chí Toronto đã khai mạc buổi dạ tiệc họp mặt với hơn 500 đồng hương trong vùng đại thủ phủ tham dự. Thức chào quốc kỳ Canada và Việt Nam Cộng Hòa. Thay mặt ban tổ chức, ông Di Nguyễn đã giới thiệu ứng cử viên thị trưởng Toronto, ông John Tory, để trình bày về chương trình hoạt động nếu đắc cử chức vụ thị trưởng Toronto trong ngày bầu cử 27 tháng 10 sắp tới. Nhân dịp này, ông cũng nhắc lại kỷ niệm đón các thiền nhân tị nạn nhiều năm về trước. Sau khi ông John Tory trình bày về đường lối hoạt động của ông, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã gửi thông điệp đến các đồng bào có mặt về vấn đề quyền lợi và bổn phận của người dân đối với việc bầu cử và ứng cử. Khi tiếp xúc với phóng viên SBTN, ông cho biết thêm. Bây giờ tôi nhận thấy rằng cái cộng đồng quý vị của chúng ta hải ngoại lúc này đó đã phát triển rất mạnh, đã thành công mọi mặt. Nhưng mà chỉ có một cái yếu nhất của cộng đồng người Việt của chúng ta đó là không đi bỏ phiếu, không đi bầu. Vì lý do đó, đó mà cái ảnh hưởng của chúng ta đối với chính quyền địa phương nó không có đủ sức mạnh để thay đổi cục diện. Do đó tôi nói với cộng đồng ngày hôm nay là chúng ta ở hải ngoại này phải sử dụng cái lá phiếu. Đó là cái quyền lợi hỗ tương giữa người bỏ phiếu và người nhận phiếu. Khi họ đắc cử vì cái lá phiếu của chúng ta đó, họ sẽ nhờ chúng ta, họ sẽ nhớ chúng ta và họ sẽ giúp chúng ta sau này. Đó là cái thông điệp mà tôi nói đến cái thế hệ thứ nhất. Cái thế hệ thứ hai, phải bây giờ đã đến lúc phải ra tham gia vào cái chính trị của ứng cử. Đó, cái chính trị của tại địa phương mình cơ ngụ để mình có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa. Cho một mình, một người làm không nổi mà cộng đồng phải làm. Theo kinh nghiệm của thượng nghị sĩ, về phía cộng đồng chúng ta có thể làm gì để khuyến khích cho những người Vietnamese-Canadian để ra ứng cử vào cái bộ máy chính quyền của Canada trong tương lai? Cái đó thì đó là cái nhiệm vụ của cha mẹ. Cha mẹ khi mà thành công rồi, con cái mình thành công rồi, tình có thể nên hy sinh vài năm, 5 năm, 10 năm để cho nó thử thời vận của nó trong cái vấn đề tham gia chính trị địa phương. Bởi vì khi tham gia chính trị đó mình phải là hy sinh một số chuyện. Nhưng mà khi mới đã thành công trong đường đời rồi thì cái chuyện nó không còn khó nữa. Nhưng mà cái thứ hai ngược lại là nó có thể giúp được cho cộng đồng của chúng ta. Thứ nhất, cái thứ hai là đất nước của chúng ta trong nước. Bởi vì khi mà thế hệ trẻ nó đứng lên nó làm việc, nó sẽ làm việc rất là hăng. Mà nó làm việc rất là mạnh mẽ. Thì do đó tôi hy vọng rằng cái thế hệ thứ 1 rưỡi
Hai, nó sẽ thay đổi cục diện tại chính trị tại địa phương và đồng thời thay đổi nội cái chính trị trong nước Việt Nam của chúng ta trong này nữa. Trước khi dứt lời, xin ông thượng nghị sĩ cho biết cảm tưởng của ông về cái buổi sinh hoạt hôm nay. Hôm nay đây là lần đầu tiên cộng đồng của mình đứng ra tổ chức một cuộc họp có ăn uống, tuy nhiên có cái chính trị ở trong đó là để tạo một cái sự hỗ trợ cho một ứng cử viên để ra cái thị trưởng của thành phố, mà trong đó cái người này nếu mà tấn cử do cái số phiếu của cộng đồng của chúng ta thì tôi hy vọng rằng ảnh hưởng của cộng đồng của chúng ta tại vùng Metro Toronto này sẽ rất đạt được nhiều kết quả. Ngoài ra, anh Đặng Chí Hùng, một người trẻ dấn thân tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam, vừa được chính phủ Canada nhận cho tị nạn chính trị tại Toronto, đã chính thức ra mắt và cảm ơn đồng hương đã chào đón anh nhiệt tình trong những ngày đầu đặt chân trên quê hương thứ hai. Đặc biệt, anh nhiều lần tri ân sự giúp đỡ của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải trong việc vận động chính phủ Canada và Thái Lan cùng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc tạo điều kiện cho ông đến được bến bờ tự do. Xin chào quý khán giả đài SBTN. Tôi là Đặng Chí Hùng. Tôi mới tới từ Thái Lan bởi vì tôi có một hành trình dài vượt thoát cộng sản Việt Nam, từ Việt Nam qua Campuchia đến Thái Lan. Và tôi mới từ Thái Lan qua đây được hơn một tháng. Được biết anh Hùng là người từ Hà Nội, anh có thể so sánh mùa thu của Toronto và mùa thu Hà Nội? Thứ nhất thì tôi thấy rằng mùa thu của Toronto rất là đẹp. Mùa thu Hà Nội cũng có cái đẹp riêng của nó. Hai mùa thu tôi đều yêu. Bởi vì Hà Nội mùa thu thì có hoa sữa, Toronto thì có mắt líp, rất đẹp, rất thơ. Và có lẽ rằng tôi rất yêu mùa thu của cả hai nơi. Thứ nhất là tôi xin cảm ơn tất cả các cộng đồng người Việt tại Toronto. Bởi vì ngay từ lúc xuống phi trường cho đến bây giờ tôi được sự support, có nghĩa là giúp đỡ rất nhiều của đồng bào trong và ngoài Toronto. Và đặc biệt là cộng đồng người Việt tại Toronto đã giúp tôi từ việc làm giấy tờ cho đến việc tìm kiếm nhà cửa đi lại, tất cả everything. Và tôi rất cảm ơn đồng bào và thực sự là trong lòng tôi luôn luôn ghi nhớ cái công lao đó của đồng bào đối với tôi. Cảm ơn Hùng. Được tham dự cái sinh hoạt bầu cử tự do, có thể đây là lần đầu tiên. Xin anh Hùng cho biết cái cảm tưởng và cái sự khác biệt giữa cái sự trong cái không khí bầu cử ở Canada và ở Việt Nam. Thưa anh, thì đúng là sự thật là tôi lần đầu tiên được dự một cái buổi vận động tranh cử tại Canada, một nước rất tự do. Rõ ràng là sự khác biệt, bởi vì ở Canada người ta có thể lên phát biểu, người ta có thể lên trình bày ý tưởng của mình rất tự nhiên. Ông có thể khen một thức ăn rất là ngon, đó là một điều rất tự nhiên. Nhưng Việt Nam thì không có chuyện đó. Việt Nam là đảng cử, dân bỏ phiếu chỉ để mà bỏ phiếu mà thôi. Thành ra chúng tôi không có quyền lựa chọn, chúng tôi cũng không biết ông ta là ai, ông ta không bao giờ nói chuyện với chúng ta, và chúng tôi chỉ biết gạch theo sự chỉ đạo của đảng. Đó là sự khác biệt giữa độc tài và dân chủ tự do. Tôi là điêu khắc gia Phạm Thế Trung, tôi đến từ thành phố Owen Sound, Ontario. Dạ, kính thưa quý vị, đây là điêu khắc gia nổi tiếng một thời ở thành phố Toronto, Canada. Lâu quá không gặp anh Trung. Xin anh Trung cho biết cái cảm nghĩ của anh về cái sinh hoạt của cộng đồng chúng ta ngày hôm nay. Dạ, chào anh. Hôm nay rất là vui là tôi, mặc dù ở xa nhưng mà tôi được nghe thành phố Toronto, cộng đồng người Việt Nam đã tổ chức một cái cuộc họp mặt để vận động cho ông thị trưởng thành phố Toronto mà tôi cũng là đã từng sống ở Toronto. Tôi nghĩ đây là cái cơ hội rất quý để trở lại và đóng góp cho cá nhân của tôi có sự hiện diện cũng như ủng hộ cái tinh thần của cộng đồng người Việt của mình để dồn phiếu cho ông thị trưởng Tony. Hy vọng rằng ông sẽ đứng bên cạnh cộng đồng chúng ta để giúp đỡ trong những cái nhu cầu của cộng đồng Việt Nam. Thứ nhất là về vấn đề văn hóa. Xin anh cho biết cảm nghĩ của anh về cái buổi sinh hoạt cộng đồng ngày hôm nay. Thì như anh biết là hôm nay đó là có hai nhiệm vụ chính, hai cái việc chính hôm nay. Một là có một ông ra tranh cử thị trưởng thành phố Toronto, và đây là một cái người cũng đã từng sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam và ủng hộ cộng đồng Việt Nam, thành tới ra là một thành viên của cộng đồng người Việt ở Toronto. Thì hôm nay kỳ anh đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay để show cái sự ủng hộ thị trưởng đó là ông John Tory. Và cái mục đích thứ hai của buổi sinh hoạt ngày hôm nay đó là cho em Đặng Chí Hùng ra mắt với cộng đồng người Việt ở Toronto. Thì các anh cũng muốn đến để ủng hộ tinh thần cho em Đặng Chí Hùng, một người trẻ tranh đấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Cái buổi sinh hoạt hôm nay là do nhóm thiện chí Toronto tổ chức. Xin anh Tấn cho biết cái thành phần của nhóm thiện chí Toronto này là gồm có những ai?
Dạ thưa anh, thưa khán giả đại SBTN, nhóm thần chí chúng tôi ngoài anh em chúng tôi trong cái quỹ ban yểm trợ đó thì chúng tôi mở rộng thêm, bởi vì đây tính chất cộng đồng, do đó mà trong này thì có như anh Lê Xuân Lộc, rồi là bác sĩ Thân, rồi nhóm của anh chị em hội Quảng Ngãi, rồi có những người thiện nguyện cái này là làm việc cộng đồng. Thành ra chúng tôi mở cái nhóm thiện chí này là cách đây 3 năm sau khi mà bên Nhật bị động đất đó, thì cái nhóm thiện chí này chúng tôi đã cũng làm một cái tiệc để gây quỹ giúp cho những người Nhật bị động đất năm đó. Thành ra cái nhóm thiện chí này phải nói thật sự là thiện chí. Thành ra chúng tôi năm đó chúng tôi mở một cái cuộc là quyên như vậy, tụi tôi giúp cho bên Nhật được 30.000 đồng, thưa anh. Cảm ơn anh Tấn. Một cách tóm lược, anh Tấn có thể cho đài SBTN biết cái mục đích của cái đêm sinh hoạt hôm nay. Thưa anh, cái mục đích đêm sinh hoạt hôm nay là gì? Chúng ta muốn, như hôm trước đây tôi có nói đó, là chúng ta muốn là cái gạch nối giữa cộng đồng và chính quyền của thành phố chúng ta, một cái rất là rộng, chính quyền rất lớn, một cái thành phố rất lớn, và cái cộng đồng chúng ta có 100.000 người ở đây. Nếu chúng ta không có sự thân thiện cộng đồng thì quyền lợi cộng đồng sẽ bị thiệt thòi nhiều lắm. Do đó mà nhóm anh em chúng tôi ở đây rất tiếc là chúng ta không có cái cộng đồng. Do đó mà nhóm thiện chí này mình làm vậy để mình có gạch nối với cộng đồng. Do đó mà hôm nay chúng tôi tổ chức với 3 sự kiện. Thứ nhất là bên ông John Tory, ông tới đây. Mà hôm nay anh thấy là hôm nay rất đông đảo như vậy, tôi nghĩ là ông John Tory rất là vui. Thấy cái cộng đồng chúng ta rất có thực lực. Nhưng mà cái điều nữa là hôm nay có người thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Chúng ta rất hân hạnh là có thượng nghị sĩ trong chính quyền Canada. Do đó mà cái gì gạch nối giữa Ngô Thanh Hải và cộng đồng chúng ta càng lớn hơn nữa. Thì do đó mà những cái gì để đạt gì với chính quyền Canada thì chúng ta có thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà ông John Tory đắc cử đó thì chúng ta sẽ có gạch nối rất là có quan hệ với lại cái chính quyền Toronto rất là lớn. Thưa anh Di, thưa chị Hân, được biết hôm nay buổi sinh hoạt hôm nay là do nhóm thiện chí Toronto tổ chức. Anh chị có thể nói sơ qua về nhóm thiện chí Toronto. Nhóm thiện chí Toronto thực ra không phải là một cái hội đoàn có ghi danh, mà chúng tôi là một nhóm gồm các anh chị em có thiện chí, có cái lòng nghĩ tới cộng đồng, tới việc chung. Thì cái nguồn gốc là cách đây 3 năm rưỡi khi mà bên Nhật xảy ra cái tsunami đó, tức là cái vụ sóng thần đó, thì thấy người ta chết chóc đau thương quá mà trong cộng đồng chưa có một cái hội đoàn nào đứng ra tổ chức. Thành ra chúng tôi kêu gọi các thân hữu và cùng nhau thành lập một cái nhóm để mà tổ chức cái tiệc gây quỹ cứu trợ cho những nạn nhân sóng thần ở bên Nhật. Xin chị Hân cho biết cái mục đích của buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức để mà kêu gọi đồng bào tới đây để mà có 3 cái mục đích chính. Thứ nhất là nghe ông John Tory nói chuyện để cho đồng bào hiểu thêm về cái đường hướng của ông và đồng bào có thể quyết định là mình bỏ phiếu cho ai. Rồi cái thứ hai đó là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải là người rất là quan tâm tới cộng đồng cũng như là muốn giáo dục giới trẻ, cho nên là thượng nghị sĩ đã tới để mà chia sẻ những cái thống kê về bầu cử, những cái dữ kiện, những cái sự thật về bầu cử cũng như là những cái sinh hoạt về chính trị ở trong guồng máy chính phủ Canada, để từ đó chúng ta khuyến khích con cái cũng như là các cháu có thể mạnh dạn tham gia vào cái mainstream để cộng đồng của chúng ta có những người đại diện để mà lên tiếng một cách chính thức, mạnh mẽ hơn cho quyền lợi của cộng đồng mình. Và đó cũng là cái cách rất là hay để chúng ta khuyến khích, đồng thời mở đường cho các em, các thế hệ trẻ tiến lên, tiến thân, cũng như là tương lai thì hy vọng chúng ta sẽ có những người đại diện cho cộng đồng trong cái hệ thống chính quyền ở đây để mà bảo vệ cho quyền lợi của cộng đồng chúng ta. Buổi họp mặt đặc biệt này đã kết thúc với phần phô diễn văn nghệ vào lúc 10 giờ đêm cùng ngày. Hy vọng những hình ảnh vừa qua đem đến được thông tin hữu ích đến tất cả quý vị. SBTN tường trình từ Canada, Đức Quang xin kính chào quý vị.